Hôm nay Ken Ken và Tina sẽ hướng dẫn cho các bạn chơi cái Super Dot. Cái Super Dot này nó đặc biệt là khi các bạn kéo nó ra nó sẽ dính tay nè, đó. Rồi con vàng kéo ra đây. Con vàng kéo cho nó dính tay luôn nè. Dính tay giống ba nè, đó, trời ơi nó dính nè. Rồi đó. Dính rồi đó, bôi tùm lum luôn. Rồi con vàng bôi dính tay coi. Tại vì cái này á, khi chúng ta mới mua về nó dày nè các bạn. Đó thì chúng ta phải làm cho nó khô, sau đó chúng ta mới chơi được. Thì nó giống như là đất nặng vậy đó, giống như đất sét vậy đó. Nhưng mà cái loại play đồ thì nó khô. Còn cái loại này là mình dùng bằng nước, mình làm cho nó khô, sau đó nó cứng lại, nó sẽ thành hình. Rồi mình muốn nó trở lại như ban đầu, mình nhỏ nước vô thì nó lại mềm ra. Rồi con vàng kéo ra coi. Trời ơi, dính tùm lum luôn, nằm của tay. Dạ, bây giờ mình gom lại nha. Bây giờ cậu vàng gom lại đi. Chúng ta muốn gom lại. Mình muốn gom lại mình làm sao cậu vàng? Mình trà lại. Mình trà lại đúng không? Trà lại xong rồi ăn đúng không? Ghê quá. Rồi, lăn lại ha. Rồi, chậm chậm á, cầm cái cục nè. Chậm. Chẳng là nó tự nó dính vô. Rồi, giờ nó khô rồi đó. Lúc này mình có thể